Thưa quý vị, trong tháng 8 năm 2022, hàng loạt chính sách pháp luật mới quan trọng sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, từ ngày 25 tháng 8, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực. Trong đó, quy định cụ thể mức phạt tiền từ 2 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, thông tư số 01 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định. Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới lên tới số tiền là 40 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng một hộ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 11 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, chỉ thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 155. Và nội dung liên quan đến thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC hoàn toàn trên các tuyến cao tốc cũng sẽ được chúng tôi đề cập sâu trong mục chuyện trong ngày, bản tin tối nay. Mời quý vị chú ý đón xem. Xin được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi đang có xu hướng tăng trở lại trong những ngày gần đây. Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho thấy số ca mắc COVID-19 trong tháng 7 so với tháng 6 đã tăng gần 3,3 lần, nhiều bệnh nhân tái nhiễm với biến chủng khác. Ngành y tế của Quảng Ngãi đang tập trung khảo sát nguồn lây và ngăn dịch bệnh bùng phát trở lại. Bệnh nhân này từng mắc COVID-19 hồi tháng 7 năm 2021 và nay tái nhiễm lại. Triệu chứng lần này khác với lần 1, bệnh nhân không mất khứu giác, chỉ có sốt, mệt mỏi và nhức đầu. Bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại nhà theo hướng dẫn của y tế địa phương. Em tiêm 3 mũi vaccine rồi và đợt này là em bị tái nhiễm lại thì cũng lo lắng nhưng mà cũng khai báo y tế và được tư vấn có cái y tế địa phương nên là cũng cố gắng. Từ đầu tháng 7 năm 2022 đến nay, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi đang tăng mạnh. So sánh với tháng 6, tổng số ca mắc chỉ 87 ca, nhưng đến tháng 7 đã tăng lên 285 ca, tăng gần 3,3 lần. Có ngày, số ca mắc mới lên đến gần 60 ca. Lực lượng y tế cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn người dân cách điều trị tại nhà và phòng lây nhiễm cho cộng đồng. Tất cả các trường hợp tái nhiễm vi nhiễm mới thì được qua cái điều tra và sẽ được cấp phát thuốc điều trị miễn phí. Thứ hai nữa là hướng dẫn các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống lây lan cho cộng đồng, cho người thân và gia đình. Tăng cường công tác giám sát và quản lý ca bệnh và khuyến cáo cái công tác dự phòng cho cái người thân trong gia đình cũng như ở cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó là đăng ký khai báo với cơ sở y tế. Các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam. Tốc độ lây lan của các biến thể mới rất nhanh. Ngành y tế Quảng Ngãi khuyến cáo người dân địa phương tuyệt đối không chủ quan với diễn biến mới của dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm khuyến cáo về 2K của Bộ Y tế gồm vaccine, khẩu trang và khử khuẩn để chủ động phòng bệnh. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, dịch sốt xuất huyết tại Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Số ca bệnh ngày một tăng nhanh, trong đó có nhiều ca bệnh diễn biến nặng, nguy hiểm. Dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tập tục sinh hoạt cũng như môi trường ô nhiễm đang khiến cho dịch bệnh khó kiểm soát, nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Từ ngày 20 tháng 7 đến nay, nhiều thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Liên lần lượt phải nhập viện với biểu hiện đau đầu, sốt cao. Hiện gia đình đang có 4 người được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc do mắc sốt xuất huyết. Trong đó, trường hợp con gái 3 tuổi của chị Liên là nặng nhất do sốt huyết trong, thường chảy máu mũi và nôn ra máu. Lên đây là xong ăn uống gì hết, nóng sốt, lùi, mệt mỏi con người. Đặc biệt là con em mồm bị chảy á. Trong thời gian qua thì tại khoa nhiệt đới thì tiếp nhận là tổng tích lũy là 64 ca.
64 ca bệnh và yếu tố dịch tễ thì chủ yếu là ở xã Nghi Quán. Thì các bệnh nhân vào viện thì với biểu hiện ban đầu là thường là sốt cao, đau đầu rồi là nhức hốc mắt, mệt mỏi. Xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc hiện đang là địa phương có dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp nhất tỉnh Nghệ An với tổng số 68 bệnh nhân. Tại đây, năm 2017 từng xảy ra dịch sốt xuất huyết với 12 ca mắc. Bên cạnh đó, thời tiết nắng ẩm đan xen, môi trường vệ sinh chưa đảm bảo, có nhiều ao tù nước đọng thuận tiện cho muỗi, loang quang phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết khó kiểm soát triệt để. Có các cái ổ bọ gậy loang quang là một. Cái thứ hai nữa là ao tù nước đọng nhiều, vì ao tù nước đọng là một cái nơi cùng sinh trưởng ra muỗi. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 207 bệnh nhân sốt xuất huyết tại 7 địa phương, bao gồm Nghi Lộc, Diễn Châu, Anh Sơn, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Yên Thành. Đáng chú ý, trong đợt dịch này, có nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng, phải chuyển tuyến để điều trị. Biện pháp tiếp tới thì Trung tâm Y tế Nghi Lộc cũng như là CDC sẽ phối hợp với ban chỉ đạo xã địa phương để tăng cường công tác đầu tiên là truyền thông cho người dân để người dân hiểu và tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Ngành chuyên môn dự báo thời gian tới dịch sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nghệ An. Cùng với đó, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng và sự xuất hiện của cúm A đang đặt Nghệ An đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch, gây nên tình trạng quá tải cho ngành y tế. Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, dù chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, nhưng theo các chuyên gia, nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, ngay từ bây giờ, người dân cần trang bị các kiến thức về bệnh đậu mùa khỉ cũng như cách phòng chống, không chủ quan trước căn bệnh nguy hiểm này. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ gồm sốt cao, nổi hạch bạch huyết, phát ban. Thông thường bệnh này kéo dài từ 2 đến 4 tuần và được phát hiện khi cơ thể nhiễm virus từ 5 đến 21 ngày. Khi có các biểu hiện sau, người dân cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Những cái dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ nó đặc trưng bởi các nhất là các phát ban dạng phỏng nước. Kèm theo thì bệnh nhân có dấu hiệu sốt và đau đầu. Vì thế là và kèm theo nữa là xương hạch ngoại vi. Vì thế với những cái trường hợp mà có các yếu tố dịch tễ như đi đến về từ những cái nơi có vùng dịch kèm theo các dấu hiệu như là sốt rồi đau đầu, xương hạch ngoại vi và đặc biệt là có phát ban dạng phỏng nước nghi ngờ của bệnh đậu mùa khỉ thì đấy là những trường hợp mà chúng ta cần phải theo dõi và giám sát. Liên quan đến nguy cơ lây lan dịch bệnh này, nhiều chuyên gia dịch tễ cho rằng việc bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam là rất cao. Do đó, Việt Nam cần có các biện pháp sàng lọc, ngăn chặn chặt chẽ. Bên cạnh đó, cũng cần có những biện pháp để bảo vệ nhân viên y tế, những người có nguy cơ cao. Tại các cơ sở y tế, khi bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ, cần được làm các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ca bệnh. Chúng tôi có thể lấy các cái bệnh phẩm là cái vùng tổn thương, cần là cái nốt phỏng da ở ngoài da của bệnh nhân nghi đậu mùa khỉ, thế và một số các loại bệnh phẩm khác như là máu và một số các cái bệnh phẩm đường hấp để chúng tôi làm các cái phương pháp xét nghiệm khác nhau từ sinh học phân tử cho đến những cái xét nghiệm thông thường khác. Thế đối với cả cái dịch tổn thương ở cái vùng da đấy thì chúng tôi tách chiết cái vật liệu di truyền ra có nghi ngờ đậu mùa khỉ, sau đó thì là làm nhân cái đoạn gen đặc hiệu của cái đậu mùa khỉ đó ra thì có thể xác định được một cách rất là đặc hiệu và chính xác cho cái ca bệnh đầu tiên. Trước đó, tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế về việc ứng phó với dịch bệnh này, các chuyên gia nhận định hiện một số quốc gia châu Á có sự giao lưu đi lại thuận tiện với Việt Nam như Hàn Quốc, Singapore đều đã ghi nhận ca bệnh. Do đó, khả năng dịch xâm nhập vào Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Người dân không quá hoang mang trước dịch bệnh này, tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.